Trước tiên anh để ăn mực thì anh thử miếng mắm trước. Cô Thái bảo là phải ăn cái đuôi này thì mình sẽ rút ra được dễ cái cùi sò biệt. Cái cùi này nó ngọt ngọt nha, con ăn vào là con thấy ngọt. Xin chào tất cả các bác, cô chú, anh chị đã quay trở lại với kênh Bảo Hân Vlog. Xin chào cả nhà mình. Thì hôm qua mẹ Hân có đi mua hải sản ở nhà cô Thái nhà biển. Thì hôm nay Hân và mẹ sẽ cùng nhau đi vô bếp để nấu những món hải sản này nha. Bây giờ thì Hân sẽ cho cả nhà xem là mẹ Hân đã mua những món hải sản nào nha. Bây giờ thì đây là có mực nháy nè, có hải sâm. Đấy, mọi người có thể thấy hải sâm này. Và sò điệp. Và đây là một một rổ rau nha cả nhà. Cái rổ rau này thì chút nữa là hai mẹ con sẽ làm theo kiểu là như là món Thái vậy đó. Đây có mắm của bên chỗ nhà Thái luôn. Hôm qua cũng có lấy bào ngư và một số món nữa, nhưng mà hôm nay chỉ có hai mẹ con thôi, cho nên sẽ ăn những cái món này trước để quay cho cả nhà mình cùng ăn cho vui. Rồi bây Chắc giờ bây giờ thì chắc là Hân với mẹ sẽ đi hấp món này đi ha. Thì Đấy. bây giờ là cái món cái món này mình sẽ hấp giống như hôm bữa của Thái để cho nó giữ nguyên vị biển Tươi. với cả nhà. Còn cái này mình sẽ nướng mỡ hành đi ha. Ok. Rồi mời cả nhà mình cùng xem hai mẹ con mình nấu nhé. Thì hôm nay không có ai quay cho dùng hai mẹ con, hôm nay mẹ sẽ phụ Hân, cho nên tại vì giờ cũng trễ rồi cả nhà, cho nên sẽ không có để mẹ để qua bên này. Cái này mẹ làm sạch rồi. Sẽ là nấu ăn luôn nha cả nhà. Thì bây giờ Hân sẽ giúp mẹ là chuẩn bị nước đi, chuẩn bị cắt hành đi. Hân cắt mỡ hành rồi mẹ cắt mấy này ra cho Hân rửa nhé. Hân rửa sò điệp đi đó. Thì căn bếp nhà Sương thì Sương sẽ sử dụng cái bếp mà để hai mẹ con nấu cơm, rồi sau này nếu như mà Hân thích làm thì mẹ sẽ làm cho Hân một cái bếp khác nha cả nhà. Tạm thời sử dụng cái bếp này Bây giờ thì Hân sẽ cắt hành lá ra để tí xào nướng nướng với sò điệp. nhưng mà sao đẹp. Cái này thì đã rửa sẵn hết rồi nha cả nhà, mình chỉ chế biến thôi. Chắc là bác một cái chảo. Mẹ sẽ phụ Hân để làm cái này nhé, tại vì cái này là mang tính chất đồ biển cho nên nó phải sạch sẽ để xíu là mình ăn cho ngon, sợ Hân chưa khéo tay nha cả nhà. Ê, đứng qua đây chơi cả nhà, đưa cái lưng kiều. Rồi con sò điệp bự lắm anh. Thì nãy hai mẹ con rã đông cho nên để nó cho dễ nướng nha cả nhà, chứ để có đá làm ăn nó không ngon đấy. Thì sẽ rửa trên như vậy này con, mình sẽ rửa sạch như trên vòi nước này này. Đó. Bỏ hết mấy cái ruột nó ra. Để xuống mình ăn cho nó ngon. Cái này mình cắt hết luôn hả mẹ? Mình cắt một ít thôi. Cắt mỏng mỏng ra để xíu mình bỏ lên đây mình làm mỡ hành này. Con nhắm đi tầm khoảng 10 con sò điệp này, con nhắm nhắm đi. Mười quan. Nay bảo Hân đi học về rồi mẹ đón luôn đấy cả nhà, nó đón xong rồi mấy cái này thì mua bên chỗ nhà Thái rồi cho nên về chỉ có rửa và bỏ lên làm thôi. Nãy là cũng tính rửa trước rồi, nhưng mà để chờ Bảo Hanh tắm cả nhà, cho nên để quay cho Bảo Hanh biết là phải làm luôn. Mẹ Hanh, ví dụ như mấy cái này là mình phải lật trước lật sau vậy này con. Sao điệp to phết. À, to ha. Ngon quá ha, chưa ăn mà thèm rồi. Bụng bụng nhìn thôi là bụng sắp kêu rồi đó. Bụng kêu kêu rồi hả? Nay là chắc hai mẹ con mình ăn cơm hơi trễ tí nha, đói không Nhiều khi nấu ăn cũng no rồi đó mẹ, hả? Nấu ăn mình nghe cái mùi thôi á. nói ăn vui ngon rồi hả?
chứ ăn trẻ cũng đói á. Nhưng mà chắc là hôm nay hai mẹ con mình phải làm nhanh nhanh lên tí. Thì sẵn hết rồi, bây giờ chỉ có cái này bỏ lên lò nướng cái là xong. Nướng sò điệp này cũng nhanh lắm cơ. Còn cái kia thì hấp. Kia, cái chả bé bé đâu ta? Cái chả bé bé. Chả bé bé bên này này. Dưới này, dưới này này, đó. Hải sản này là mình phải rửa thịt sạch đó con, nhưng mà rửa nước lâu, ngâm nước lâu nó cũng bị tanh đấy. Hay là giờ Hân đi hấp cái này trước đi ha. Hấp nào. Con rửa sân, con rửa phụ mẹ đi. Con rửa bên kia vào bên đó, con rửa hải sản đi. Đây, cho mọi người xem hải sản này. Hải sản này nhìn đúng tươi luôn á. Hôm qua mẹ mẹ nghĩ là lấy những cái món con thích á, với lại mình từ từ mình sẽ thưởng thức hết những món còn lại. Cái hải sản này phải rửa hả mẹ? Cái tủ nhà mình cũng hay mở ra mở vô á con, cho nên mình tự đông cũng khó ăn, cũng gần mà. Chắc con rửa qua bên kia đi, con lấy một cái rửa từng con đó. Chỗ này nó có một cái vòi nước thôi. Ấy đi con xào cái lên đi, mẹ bỏ cái này qua cái nướng luôn. Sạch, sạch sẽ. Nó cũng nhiều ghê á con. Nhiều quá anh ạ. Nhiều quá à? Ừ. 10 con rồi đó. Chắc hơn. Mẹ con nghĩ là mẹ sẽ ăn hết được không? Chắc cũng không thể hết được. Chưa biết được. Anh thử thách anh ăn thử coi. Rồi. Này mẹ đi làm thế nào? Mẹ hả? Chết lắm. Công việc hơi hơi nhiều việc mà còn giờ dạo này buôn bán cũng khó khăn đó con, cho nên con phải qua để cho mẹ khỏi sự chết thôi anh. Đi làm công ty đã mệt mỏi rồi, về chỉ mong con khỏe mạnh và ngoan là được rồi. Quá là đẹp. Rồi con rửa con còn lại đây để mẹ cầm máy quay cho. Con rửa con còn lại này. Còn con rất là đẹp mà con phải moi móc mấy cái ế trong này nhá. Con rửa một con còn lại đi. Để cái này qua đây. Mọi người thấy con sò điệp không? Ui nó to thế này. Để mẹ ăn cầm cái này là sướng miệng luôn. Cầm máy cho Hân. Đâu. Sò to quá ha. Con phải rửa hết mấy cái chỗ này này con. Rửa hết mấy cái đó, mà lấy hết mấy cái đó là cái ruột của nó đấy. Lấy hết luôn, lấy hết cái ruột đó luôn. Khả năng mình dỡ nó ra cũng được luôn. Hấp dẫn ha. Đây là một chắc cũng được hơn 10 con gì đó. Nó bung mơ mà. Bỏ không sao hết, chứ là mình bỏ mỡ hành chứ. Giờ thì Hân sẽ cho hành vô nha. Rồi ít thôi con, hành ít cho nó thơm. Đừng có lấy nước mỡ, không cần nước mỡ đâu. Mình chỉ lấy cái hành thôi. Đúng rồi. Tại vì xíu là nướng là nó sẽ ra nước mà. Con này to quá.
Con này đúng to luôn này. To hả? Mẹ sẽ cầm máy quay cho Hanh để cho Hanh dễ nấu nha cả nhà. Tại vì cái bếp nhà mẹ cũng hơi, thực ra cái bếp rất là rộng. Bếp nhà 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 mẹ rất là rộng luôn, nhưng mà do là cái này cái bếp phụ nha cả nhà, cho nên dành cho mẹ Hanh nấu riêng, nấu đồ ăn riêng. Rồi con bỏ từng con vậy để xếp lên trên. Nhìn chưa chưa nấu mà thấy hấp dẫn rồi. Rồi bỏ xếp vào lò nướng đi các. Xong cái đó là xếp vào lò nướng. Đủ chưa? Còn nhiều không? Rồi. Mới ấy được 4 con thôi. Ừ. Xếp vô lò nướng đi các. Đó, bây giờ mình sẽ bỏ vô lò nướng không dầu nha cả nhà. Lò chiên không dầu. Chết cha nó rung tay rồi. Sẽ nướng chia ra hai mẻ ha. Con sợ cái này nó không bị, nó không có chín lắm mẹ ơi, Chín chứ, mình để nhiệt độ cao tại nó vì chín. là Ừ. Con gà to thế mà còn nín mà con. Ừ. ui à. Bây giờ thì Hân sẽ đi qua hấp mực và hải sâm nha cả nhà. Thì hôm bữa thì Hân có được nghe cô Thái Nhà bị bảo là mực này là mình cho vào là mình hấp luôn, không nhất thiết là phải rã đông rồi mình mới hấp. Nghĩa là mình sẽ giữ được cái độ tươi, vẫn giữ được cái độ tươi luôn nha. Cho nên bây giờ Hân là sẽ Mực mang đi to hấp. lắm cả nhà. Đây đây mực cho cả nhà Ai mình cho cả coi. nhà xem. Đây, mực to lắm luôn. Mực con nào con đấy uống Ừ. luôn. Để con lấy cái gắp á con, cái gắp á. Gắp vô. Cái gắp. Gắp ở Đây đâu? là hải sâm này cả nhà. Hải sâm thì mình sẽ cho qua Thì bên nồi này. mình sẽ gấp, mình sẽ hấp hải sâm ở Đây, đây. vô trong cái nồi này. Cái nồi này nó có hai nồi nha cả Có nhà, nó hai ngăn. rất là Rất tiện. là tiện luôn. Ví dụ như Nấu có thể được một lúc 4 món. nấu cơm đây thì mình trên này mình hấp rau hấp trứng là được luôn ha. Dưới này cũng có một cái À, nồi hoặc nữa. nấu canh bên này thì bên này cũng hấp được luôn. Thì bây giờ mình hấp bên này một nồi thôi cả nhà, tại vì do hải sâm nó bé bé thì mình hấp một nồi, còn mực nó to thì hấp qua bên nồi to nhé. Nói chung mà cái này mà không nói hải sâm thì cũng hơi sợ ha. Nhưng Được không con? mà thật ra là hôm bữa con ăn ở bên nhà cô Thái á, là ăn nó giống như một miếng thịt vậy á, ăn nó cũng ngon Nó sật nha. sật đúng Đúng rồi, nhưng không? mà cái này sẽ hơi trơn khi mà mình gắp nó khó. Đầy luôn đi Đầy quá ha. ha. Rồi. Hai mẹ con mà ăn phần này hơi quá nhiều không con? Rồi để xem nào. Cái này ở nút nút nó đang thấp đó con. Thấp đó. Đó, đây là cái nồi này rất là đặc biệt luôn cả nhà, biết gì không? Mình nấu món nào nó sẽ để cho mình thời gian luôn, mình không nhất thiết phải cài đặt. Nấu cháo là nó có thời gian riêng của nó luôn, nó tự nó cho thời gian luôn là bao nhiêu phút là chín luôn. Đặc biệt là cái nồi này giữ ấm được cho mình luôn nè. Rồi con cho mật vô đi con. À, bây giờ mình sẽ cho mực vô đi ha. Xin phép con để đây. Wow, nhìn con mực đi. Wow, to quá ha. Chết rồi, sợ không nhiều. Để mẹ 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 xử lý chắc. Thôi để Hân cầm máy chắc. Hân sẽ là caramel. Đây đây mình tắt cái đã này. Giờ mẹ sẽ phụ Hanh nha cả nhà. Để làm cho nó nhanh. Đó. Thì cái mực này thì Thái bảo là để nguyên chất luôn đó cả nhà, không có không cần thiết phải rã đông nữa, tại vì nó đã được làm để về ăn nó sẽ ngon hơn. Quá ngon luôn. Rồi bây giờ mình sẽ chờ đợi và mình ăn thôi cả nhà nhé. Giờ đi hai mẹ con đi làm muối đây. Đó, để bếp lại vậy cái hai mẹ con chờ cái mình đi làm muối. Đó, bây giờ thì Hân sẽ bỏ ớt với lại sẽ vô. Đây là lá chanh. Lá chanh sắp sẵn rồi ha. Muối.
Rồi. Đây là bột ngọt. Chút thôi con. Tí tí thôi. Tí thôi. Ừ. Bỏ cho có mùi vị một xíu đó. Ừ. Rồi con giả này. Chạy này. Giả lên là thay vì ngược đầu rồi con. Thay vì mình sẽ là giả sợi xay nha cả nhà, nhưng mà nhà Sơn thì thích ăn giả nó to to ra ấy. Chứ nếu mà xay nó nhuyễn quá. Xay thì theo kiểu là làm muối muối con hay ăn muối gì ớt ớt xanh hả con? Muối đó thì nó có sữa đúng không? Đúng rồi, nhưng mà nhà hơn thì ăn theo kiểu của bên miền Trung nên là sẽ không cho sữa đặc. Hành giả hơi bị sành điệu luôn. Tập mẹ tập cho nấu ăn này ngạn, nấu ăn để sau này là đi học rồi nó sẽ có cái tay chân nó sẽ linh hoạt hơn đúng không Vâng. con? Bắt Rồi chân to vô. to vậy đó, con lấy cái con lấy chân bắt vào đó. Ừ. Ngon quá ha con ha. Rồi mẹ nghĩ chừng nó đủ rồi đó, con lấy cái muỗng con múc ra chén đi. Hanh bây giờ Hanh lấy cái chén cắn này các chén đừng lá chân này. Ừ. Để coi nó có quẹo không đó, mình sẽ chấm theo kiểu này. Ừ. Đó, xíu là mình sẽ chấm chấm mực ha con, thay vì mực á là mình chấm mắm gừng ngon hơn con ạ, nhưng mà hai mẹ con mình thích ăn chấm muối hơn. Rồi xong một chén nước mắm, tự hào không? Rồi con bỏ qua đi, mẹ thấy bên này chín rồi mẹ mới tắt bếp cho con này, con bỏ này ra luôn. Đây là sò điệp Dạ. chín rồi nha cả nhà. Đây sò điệp chín. Đó. Nhìn vàng ươm luôn ha. Bây giờ để mẹ con sẽ bỏ ra. Để ngó bên này coi cái hải sâm. Hải sâm thì chắc cũng sắp chín rồi cả nhà. Hải sâm hôm bữa là cô Thái dặn bao nhiêu phút này con hàng? Sâm hả? Ừ. Hải sâm hả? Không Ừ. nhớ. Nhưng mà chắc là tầm 5 đến 10 phút gì đó. Ừ. Đó đây bây giờ Sơn sẽ bày, hai mẹ con sẽ bày ra và chuẩn bị ăn cơm nha cả nhà. Cho cả nhà xem. Ừ. Đẹp rồi con thấy. Nhìn ngon quá. Ừ. Đói rồi đúng không? Đó. Hai mẹ con sẽ bày ra để thưởng thức. Nói chung là cả nhà thông cảm, mẹ mẹ Hanh không có hề khéo tay cho nên làm gì nó cũng vụng về lắm. Đây Nước chấm là nha cả nhà, nước chấm của Thái thì hôm qua mình lấy về 5 chai 6 chai gì đó. Mình có đưa qua cho bên bên công ty một ít rồi. Còn lại hai mẹ con thì sẽ cái mắm này thì làm một ít thôi, một ít ớt với lại một ít tỏi luôn cả nhà, với vắt chân vô là xong á. Ừ. Mắm này thì cực ngon luôn. Chắc với Hân ăn cay ít thôi, mình bỏ cay ra ngoài bớt. Từng đó thôi. Rồi đây đây là cái mắm này rồi nha. Thì bây giờ sẽ bỏ hết cái mắm cái này vô nhé. Trời ơi, cái này là mình nó có cái ấy nó nén khí. lại, à, khí nó nén lại. Ủa nó thơm á. Wow. Thơm á cả nhà. Nhưng mà Nước mũi luôn rồi. ngon quá. Con cầm điện thoại mà con rung tay là nó rung á nha con. Vậy à? Con Chắc đừng là có mẹ rung. cho con luôn. Ừ, con phải đứng im chứ. Chưa làm camera bây giờ bao giờ. Hay chưa? Bây giờ hai mẹ con mình sẽ bỏ này ra Cái này rồi. mình có phải cho thêm đường hay cái gì không? Có, bây giờ mình sẽ chết cho nó dính này. Mình sẽ bỏ cái này ra xong rồi mình sẽ nêm nếm thử xem là nó vừa ăn hay không. Thì thường thì sẽ một số người mà không ăn mặn á thì người ta sẽ làm cho thêm cái ấy vô con. Cho thêm cái một ít nước sôi vô. Mà cái này là mình ăn không chế biến gì hết, mình chỉ cho gia Ừ. vị thôi. Ừ. Đó mình sẽ cho đường, tỏi, ớt. Tại thực ra là nó cũng cay rồi ấy con. Nhưng mà mình làm thêm một tí Thơm nữa. quá. Ừ. Thơm nức luôn ha. Tại vì nhà mình là Hanh cũng thích ăn ăn cũng dạng nó hơi ngọt ngọt ạ. À. Cho nên sẽ bỏ thêm một tí đường cho Hanh. Tại vì nãy là nó cũng có cái chân rồi ấy Hanh. Thì nó phải cho một cái đường vô cho nó điều hòa cái vị nó lại. Điều hòa cái vị nó Ừ. lại. Đây cả nhà, mắm nêm ngon lắm. Rồi. Đây là món mà thích nhất luôn á.
ăn chung với lại rau nảy với lại dưa leo rồi cà chua rồi cà rất là ngon, hấp dẫn quá. Rồi thơm quá rồi, bây giờ sẽ bày bào ngư ra thì cả nhà mình cùng ăn nha cả nhà nhé. Đó xong rồi đó, tại vì Thế rồi giờ có nghĩ là hải xâm được rồi đó. hãy xong được rồi đúng không, chắc chắn là được rồi. Để con xem. Wow, trời ơi. Nóng hả con? Khói nó lên. Ừ, để lên mày tắt bếp đã. Hai, tắt bếp. Wow. Ừ, quá hấp dẫn. Wow, quá ngon con ơi. Tí này, coi này. Wow. Ngon Ừ, quá. hấp Thơm nhỉ. dẫn ha. Ừ, bây giờ để mà nó nguội thì cũng hơi lâu á, nhưng mà ăn nóng nóng vậy mới ngon con ạ. Đúng rồi. Ừ. Wow. Wow. Phải wow lên luôn á cả nhà. Một dĩa mực rất là ngon luôn. Rồi bây giờ chắc mình phải dịch camera qua bên kia con ạ, để mình ngồi ăn. Để mình dọn đây sơ sơ một tí. Tí nữa ăn xong rồi mình sẽ dọn dẹp. Rồi, hai mẹ con sẽ ngồi ở góc này ăn nha cả nhà. À, bây giờ thì Hân đã bày ra sẵn hết rồi. Bây Ừ. giờ chắc là mẹ mẹ thì đang cầm camera cho Hân nên là mẹ sẽ ăn Ừ. sau ha. Thì Hân sẽ ăn trước. Bây giờ thì Hân xin mời tất cả các bác cô chú anh chị và Ừ. con mời mẹ ăn chung với con vào buổi tối ngày hôm nay. Bây Ừ. giờ thì ăn thôi. Rồi ăn đi con. Thực ra thì mẹ sẽ cầm camera cho Hân, tại vì nãy giờ hai mẹ con cứ không có quen á, không quen cái cách mà quay này này, xong rồi cứ lúi húi lơi hay rồi nó rất là khó ấy cả nhà. Ui, Ừ. cho Cho mọi nên cả người nhà xem. thông cảm nha, là hai mẹ con sẽ cố gắng khắc phục cái đấy này. Con Đâu mực đây con ơi. mực đó. Chắc Wow, là mực Hân tươi quá. xin phép cầm tay. Nóng quá ha, hai con ăn hải sâm trước đi, nó hơi nóng ấy. À, tươi nhỉ. À. Con nóng nóng nóng. Để vào đây. Ừ. Con hải sâm check in. Ừ. Cho mọi người xem con hải sâm. Ôi trời. Ậu. Sâm to quá. Chết rồi nó, trơn quá. Chết. Xin phép con gấp kiểu vậy. À. Đây. Mời cả nhà. Ngon quá. À, Ừ, sẽ ăn chấm đi con. muối. Ừ. Hơi Hơi đậu. ổn Không rồi. phải cái này nó bị ấy Nó hả? bị trơn. Ừ, bị trơn. Con lấy cái gấp, con gấp cũng được. Bóc tay luôn đi cũng được. Nó trơn quá giờ Bóc làm tay sao? thì nó sẽ bị bỏ ra. Có vẻ ngon đó ha. Mời cả nhà và mời mẹ ăn cùng con nha. Ừ. Ăn đi con. Ngon không? Lại giống như thật hả? Không nào, Ừ. có dần dò Ừ. Chắc sang đặt máy để ăn với Bảo Hanh cả nhà. Tại vì Bảo Hanh một mình, Bảo Hanh hôm nay cũng mệt á. Mẹ thấy Hanh cũng sợ Hanh không có, Hanh có không không có đủ năng lượng để nói chuyện một mình đó cả nhà. Sẽ ngồi ăn với Hanh nhé. À, cái máy quay này cũng khá là hợp tác đấy cả nhà. Đó, nó sẽ như vậy đó. Con ăn đi, con cứ ăn tự nhiên đi, mẹ làm cái chỗ để cho nó đẹp thôi. Con thấy sao? Để vậy được không?
Ổn không? Chắc là được lắm. Ngon quá. Ngon quá hả? Đúng lúc còn đang đói nữa. Ừ. Vậy ăn nhiều lên không? Cứ ăn nhiều lên. Ăn nhiều nó mới khỏe được. Đây là đậu đỏ là cây nè. Chấm với Mắm. mắm. Thực ra thì mắm là rất là ngon đấy. Hôm qua mẹ cũng có ăn thử. Ăn rất là thích ăn luôn. Mà lỡ nghiền nó rồi cho nên mình phải thường xuyên ăn. Nghiền thật đấy con hả? Ăn một cái là nhớ nhớ hết suốt đời. Mình chiến qua con mực đi hen. Giờ con sẽ chiến qua con mực. Chắc là con sẽ biết cầm tay ăn được ha. Chưa gì mẹ là uống trà gừng trước rồi. Wow. Ngon À, quá hả con. nóng quá, nóng quá. Ở nhà xem. Quá là ngon. Sau một hồi là mẹ chuẩn bị cái cam để ngồi ăn với Bảo Hành cho vui. Ngon không? Không phải lôi cái này ra, lôi cái đó đúng rồi. Mình sẽ bỏ vào đây nè con. Này là trứng rồi Sao? mẹ. Trứng ăn đi. Mời cả nhà. Thì mình gói mấy cái này này cả nhà. Ngon quá. Gói cái này mẹ Hân này rất thích ăn rau cho nên sẽ gói trước, ăn rau thử miếng rau trước. Thích ăn rau lắm. Để gói chung với lại một miếng cà pháo. Giòn ha. Chấm thử cái mắm. Ngon quá nè. Nít nách. Mời cả nhà nha. Trước tiên anh để ăn mực thì ăn thử miếng mắm trước. Hình rất là thích ăn đậu rồng. Đặc biệt là đậu rồng này mà chấm với cái mắm mắm gì đó, mắm thịt gì á. Mắm hả? Mắm mắm kho thịt á. Ngon lắm. Cái hải sâm này á, thật ra thì ăn không mà cũng rất là ngon, nó bổ nó cả nhà. Ngon thật ra nó sập sập là giống như là nó không tanh mà không có Không mùi không có vị gì vị hết. cho nên mình sẽ ăn chung với lại một cái tí muối cho nó dễ ăn, nó không có mùi vị gì hết á. Ngon quá không? Chấm mà có một tí lá chanh nó rất là hợp. Rồi chấm với chấm, Ừ. chấm chéo cũng ngon. Bây giờ ăn thử một con mực nha. Ê, tính ra đói đói ăn ngon ghê ha. Nhưng mà mực này tươi dễ sợ. Cái mực này á con, nó sẽ khác với lại cái mực mà mấy cái mực mà mình mua mua ngoài chợ. Ngoài chợ là giống như mẹ nói đó, là mình phải đi vô cái vựa thì mình ấy mới, mới, mới mua mới ngon, con hiểu không? Thì ăn thì mình sẽ ăn cái đuôi trước nha cả nhà. Cô Thái bảo là mình phải ăn cái đuôi này thì mình sẽ rút ra được dễ cái à. Chuột cho nó béo không? Ngon đấy con. Ở trong cái nước chấm này nè, này mình bỏ vào một ít sả với lại ít Lá lá chanh đó, chanh. nó thơm Ừ. không? Đó. Mời cả nhà. Quá đẹp. Quá đã luôn.
sau này mà mình có được cái ăn cái nào đó. Đầu có năm đi, mình có được cái Không chưa hết. sức khỏe tốt hơn á, ăn được nhiều hơn ở nhà. Còn bây giờ hai mẹ con ăn là ngon lắm. Có hai mẹ con là cũng dễ. Mi Ừ. không chỉ nhất mi con xin Có hai mẹ con mà. Cho nên sao cũng được ha. Mực này mẹ có vẻ mẹ thích chăm ăn không vậy không á? chấm không ngon hả Ừ. sao hay là mẹ thích ăn vậy không Ăn không thêm miếng xả. Ừ. Còn ốc nữa. Quá ngon. Mẹ lấy giấy cho con. Này quên à, quên mình quên chuẩn bị khăn giấy ha. Khăn giấy để ngoài xe rồi. Ở trên lầu để ngoài xe rồi. Bún mà ăn với cái mắm này không phải nói luôn. Đúng rồi. Con bông nó đang đói cả nhà. Nó cho ăn xúc xích rồi mà vẫn còn muốn ăn. Giờ chắc mình ăn cái này Ừ, con nữa. nữa ha. Ồ, mọi người thấy không? Có hai mẹ con cho nên cứ ăn thích gì ăn đó. Không có cần phải lộn xộn gì hết. Cái trái này trái đậu rồng ăn sống tốt lắm. Giòn thơm. Ăn chung với bún là tuyệt vời luôn. Bún với lại ăn ít tô thơm con ha. Thật vô. Xong rất là thích ăn ngò. Mẹ thích ăn ngò lắm. Ừ, con rất là Ừ. không ngọt, Ừ. thơm á, Ừ. ăn cực kỳ ngon Thơm luôn. ha. Cái tính ra hai mẹ con mình giống nhau đi. Ui, cái cùi sò đẹp to thế. Ngon quá, Cái chấm màu ăn tím. thơm lắm luôn á. Ừ. Mình nướng cái kiểu dạng mỡ hàm này là Ừ. ăn cực kỳ là đúng luôn, đúng hạ chuẩn, rất là hợp luôn. Ừ. Cái cùi sò đẹp. Cái củ này nó ngọt ngọt nha. Con ăn vào con thấy ngọt. Hoa mới cắm trên mới bứt trên vườn đó cả nhà. Mùa này Sơn đi suốt à, không có để tưới tự động á, không cắt tỉa cành nữa nó ra hoa bé. Ngon hả? Ngon là vui rồi. Mà giờ nấu ăn vất vả mà ăn thấy ngon là vui rồi. Cái cà chua biên rồi cả nhà. Mình sẽ ăn với mắm luôn. Con thử ăn cà chua đi cho nó đẹp da. Không biết ăn cà chua sẫm. Ngon Cà chua chín thì lắm, con ăn cà ngon lắm, con thích ăn cà chua chua chín. ngon. Không, con thử ăn với mắm đi. Nó hợp cực lắm. Ngon lắm. Mẹ rất là thích ăn kiểu này. Nồi trái đậu vẫn ngon hơn ha. Giòn quá. Đây là trái đậu rồng ha con. Ui, dính ớt vô cái. Cái mắm này thật ra là nó cay sẵn rồi mà Ừ. mình lại cần giảm ớt nữa.
Ngon. Rồi. Không sao. Ăn một con này nhé. Và mấy con này. Các ăn một con. Không con đi. Ngon. Béo nha. Mấy ông cái sữa ngọt lắm. Cái gan này cả nhà. Chắc là béo lắm luôn á. Thực ra đi ra nhà hàng ăn thì cũng ngon, nhưng mà mình thích là hai mẹ con nấu ăn, tại vì nấu là tại vì bé là không có ở chung với ông bà nha cả nhà, không có ai để hỗ trợ bé trong cái vấn đề dạy dỗ hàng ngày, chỉ có mẹ là dạy hàng ngày, cho nên là phải là nấu ăn để cho bé biết được cách nấu ăn như thế nào luôn Bắt tay cho nhanh. á. Cái cùi rất là mềm ha, Mà ngọt. nó ngon. Ngon. Ô. Trên quá hả? Ngon nhưng mà gấp hơi ấy á. Gì? Phải kiên nhẫn. Ngon. Tuyệt vời. Chó nó sủa quá trời lắm mà. Tưởng ai ai vào nhà mình mà không thấy ai. Sẽ uống một miếng nước nữa. Tại vì mấy cái này thì sẽ hơi cay á. Ăn nó sặc lên mũi luôn. Ngon quá. Bây giờ ăn thêm miếng nữa rồi mình sẽ chào khán giả trên kênh con đi ha, để mình để cho khán giả nghỉ ngơi nữa. Bỏ kẹp nó vô vậy này cả nhà, kẹp vô rau vô như tí xíu này này, xong rồi cho một ít mắm vô. Thực ra là cái này cuốn bánh tráng cũng ngon con, nhưng mà mình thích ăn kiểu vậy cho nó dân dã. Ngon không? Wow, hơi cay á, có ăn trúng ớt hay sao á? Ngon không? Hơi vàng, trái này hơi vàng. Dạ thôi anh khách. Trái này gọi là đồ rồng đó con, cho nên mình ăn nó ngon như rồng lên mây. Nhưng mà tính ra nó hợp với mắm con hen. À, cái này chấm phốc vẹt cũng ngon đấy chứ, nhớ không? Phốc vẹt á. Mẹ ăn mình sẽ sống thôi. Con lại không ăn được nha. Sả sả sống rất là tốt. Ở trong này có sả sống đó. Con ăn không có thấy không? Phát hiện ra Thấy nhưng mà con không không? ăn nó. Thì chấm muối vậy trong ơi. Ngày xưa mẹ có một tuổi thơ, tức là có thể là do mình thiếu thốn quá, thiếu về tình cảm, thiếu về mọi thứ, cho nên mẹ rất là nhút nhát. Cho nên khi mà mẹ nhút nhát thì mẹ rất là thiệt thòi, tức là có những cái muốn mà là không dám nói cả nhà. Ví dụ như hồi xuân xuân mới ra trường á, xuân làm một công ty kia làm bên xuất nhập khẩu á, thì tức là cái khi phỏng vấn với mẹ là bảo là sau 3 tháng là tăng lương cho mẹ, mẹ việc này mẹ làm rất là giỏi luôn. Xong là người ta để bẵng qua 6 tháng, để tới 1 năm người ta vẫn không tăng lương. Cái xong là đến khi mà mẹ lúc mà mẹ đi ra ngoài căng tin ăn á, thì gặp ngay cái anh mà phỏng vấn mẹ, mới hỏi mẹ là lương mẹ giờ bây giờ bao nhiêu rồi ý. Tại vì lúc đó là mẹ mẹ làm công ty điện tử là đông khách đông đông nhân viên lắm, cho nên người ta cũng để ý mình đó.
mà mẹ làm nên bộ phận nhập khẩu đông lắm. Cái nói mẹ nói là từ ngày đó về giờ vẫn chưa tăng lương. Thế đó, ủa sao không lên tiếng? Cái nói là em không dám nói với anh, nói trời em phải biết nói lên chứ. Thế là cái anh đó anh về, cái bác đó bác về bác đề xuất lên tăng lương cho mẹ lên lên một lần 6 bậc gì luôn, lên lên một phát một lên lên để bù lại những cái thời gian thiệt thòi ấy. Hay là đó là một cái thiệt thòi mà mình mặc dù gặp cái người đó, nếu mà không gặp người đó xong cái mình cứ cứ nhút nhát thì mình không nói. Rồi cũng có thể là những cái chuyện khác nữa, như người ta một cái thời điểm mà mẹ làm ăn này kia rồi người ta cũng ghét mình này nói kia, mình cũng không dám nói lại, mình rất là sợ cái điều đó và mình luôn luôn nhịn nhục mọi thứ, nhịn nhịn đến mức mà mình cảm thấy là mình thiệt thòi ấy con. Cho nên mẹ mong con là khi con làm YouTube đó con sẽ mạnh dạn hơn để sau này con sẽ không phải là để cho con phải đi nói hơn thua với ai, nhưng mà nó sẽ là ít nhất tiếng nói của con thì vẫn nói lên được, là cái điều đó là phải biết nói không và nói có, tức là có những cái mình nên từ chối là không và có những cái mình được thì mình sẽ giúp cho người khác hay là mình sẽ làm cho giúp cho mình, hiểu ý mẹ không? Đó cho nên Nhưng mẹ mà hồi xưa là con cũng một dạng là một người nhút nhát á, không thể nào vượt ra khỏi được cái bóng tối á, cũng giống như mẹ này mẹ đó, mẹ hồi coi như là mẹ cũng gọi là hồi xưa là mẹ không vượt khỏi được khỏi cái bóng tối đó. Đúng. Nhưng mà con thấy là kiểu từ cái khi mà con bắt đầu đam mê những cái làm về mạng xã hội như vậy á, là con có cảm thấy là con cần phải thay đổi như vậy, là con bắt buộc là phải tự tin lên. Chứ ống kính hồi trước là thật sự rất là ngại về ống kính luôn, cực kỳ ngại luôn, mà kiểu cũng nhiều khi mà đưa máy quay lên là con chả biết nói gì luôn là kiểu ngại kiểu nhút nhát, xong là người Thấy đi người là đường sợ đúng rồi, thấy người đi ngang qua là kiểu sợ không dám nói gì hết, cứ thôi thôi hơi dẹp dẹp thôi đi vô đi đừng quay đừng chụp nữa. Nhưng mà kiểu kể từ khi mà bắt đầu là con có lên kế hoạch có ý định hết về những cái mẹ như vậy rồi đó, là bắt đầu là con vực vực dậy luôn, là bỏ qua những kia đấy, thế là kiểu con thấy là giờ con cũng tự tin hơn, nó không bị nhút nhát như hồi xưa nữa, là thấy camera là chắn và giờ đi ra chỗ nơi đông người để mà quay hay chụp hình đó là con cũng không gọi là Không để ngại nữa. ý nữa, không để ý những người xung quanh nữa. Nên Tốt lắm. là có thể là con thấy là làm về cái này là có thể là giúp cho con tự tin hơn rất là nhiều luôn. Đúng, mục đích của mẹ là vậy. Ngoài ra thì mẹ cũng muốn hướng cho con lắm. Trước con hay nói với mẹ là con thích làm thiện nguyện, Đúng rồi. những công tác xã hội. Thì mẹ muốn lập cái kênh này cho con để thế là con bây giờ con không thể nào đi làm những cái công việc khác, nhưng mà nó có thể là tiền đề cho con để con mạnh dạn có thể con bán hàng phụ mẹ, bán tinh dầu tràm, tinh dầu sông hương, những cái tinh dầu mà để trong xe hơi và trong phòng tắm đó, các thứ đó con sẽ phụ mẹ bán những cái đó để con kiếm thêm thu nhập, một chai tầm được mấy ngàn 10 ngàn gì đó, thì con sẽ lấy cái thu nhập đó để con đi làm thiện nguyện, hoặc là kênh YouTube mà được các cô bác các chú các ông bà ủng hộ con á, thì con khi con bật kiếm tiền á thì con cũng sẽ có cái nguồn thu nhập, mặc dù là nguồn thu nhập đó để cho trang trải những cái bữa ăn những cái này ghê cho con nó cũng vào đâu vào đó, nhưng mà ít nhất con cũng trích lại một phần để con làm những công tác xã hội cho con, nó sẽ ý nghĩa. Đó. Hồi xưa là Hân nói chơi là không biết là từ khi nào, nhưng mà thật sự là rất là nhiều lần muốn đi làm từ thiện luôn. Tại vì con thấy là con hay coi trên mấy clip TikTok các thứ á, là kiểu nhiều ông bà hay là những em bé nhỏ nhỏ mà không có nhà hay là kiểu hay ngủ ở ngoài đường á, là con cảm thấy thương lắm nha. Nên là con thật sự là lúc rất là muốn làm một cái gì đó để tặng cho tất cả mọi người đó, hoặc là những ổ bánh mì hay là sữa hay gì đó cũng được. Nhưng mà mọi thứ thì nó cũng phải là tùy duyên. Con muốn làm thì con cũng phải là phấn đấu, con phải tạo ra được cái giá trị của bản thân mình, lo được cho bản thân mình, lo được cho mọi Thì thứ, và để mà đi từ thiện không á thì để mà giàu mà đi từ thiện á thì nó rất là khó. Mà mình có một ít thì mình nên san sẻ ra một ít, ví dụ như là mình chia cái quỹ của mình ra, ví dụ quỹ từ thiện, quỹ để lo cho gia đình, quỹ cho bản thân mình, quỹ học hành, nói chung là nó chia sẻ chia ra rất là nhiều cái quỹ, nhưng mà mình phải có để dành thì nó mới có được cái quỹ đó để mình đi được, chứ con để chờ thì nó khó lắm, hiểu không? Ước mơ mà chờ là không khó. thôi à, nãy giờ thì hai mẹ con tâm sự cũng hơi nhiều rồi, anh cũng no rồi, thì giờ cũng hơi trễ rồi đó cả nhà.
Chắc là bây giờ Hân xin kết thúc video ngay tại đây. Ừ. Và cảm ơn tất cả các bác, cô chú, anh chị đã theo dõi và ủng hộ Hân. Và bây giờ thì Hân là mẹ xin chào và hẹn gặp lại các cô chú ở những clip sau. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Nhớ ủng hộ Hân Vlog nha cả nhà ơi. Xin chào mọi người và hẹn gặp lại. Bye bye.